Cô chào các em. Hôm nay chúng ta lại đến với chương trình học trực tuyến. Tiết tiếng Việt hôm nay chúng ta sẽ ôn tập giữa kỳ 2. Chúng ta sẽ vào tiết 4, tiết 5. Ở tiết này chúng ta cũng ôn lại các kiến thức của các bài học trước nha các em. Nào, cô và trò mình cùng làm bài tập nhé. Chúng ta có bài tập số 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi như thế nào? Chúng ta có hai câu. Câu A, mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông. Câu B, ve nhẫn nhơ ca hát suốt mùa hè. Vậy bây giờ nè, câu hỏi như thế nào? Hỏi về nội dung gì nè các em? Câu hỏi như thế nào? Hỏi chúng ta về đặc điểm nha. Như vậy, để muốn tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi như thế nào, thì ta phải tìm được cụm từ chỉ đặc điểm của các câu nhé. Bây giờ các em đọc kỹ hai câu này và suy nghĩ xem bộ phận nào trả lời cho câu hỏi như thế nào nhé. Chúng ta có một phút để làm việc này nào. Rồi, bây giờ các em đã có câu trả lời rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ sửa bài nhé. Đối với câu A, mùa hè hoa phượng vĩ nở đỏ rực. Như vậy, cụm từ trả lời cho câu hỏi như thế nào? Đó chính là cụm từ nở đỏ rực nha. Đây cũng chính là cụm từ chỉ đặc điểm. Cho nên nó là bộ phận trả lời cho câu hỏi như thế nào. Chúng ta qua câu B, ve nhẫn nhơ ca hát suốt mùa hè. Vậy trong câu này cụm từ nào chỉ đặc điểm nè các em? Cụm từ chỉ đặc điểm đó là từ nhẫn nhơ. Vì thế bộ phận trả lời cho câu hỏi như thế nào này chính là từ nhẫn nhơ ha. Rồi, câu trả lời của các em có đúng với đáp án của cô không nè? Nếu mà chưa đúng thì mình sẽ sửa lại cho đúng nhé. Chúng ta qua bài tập số 2. Bài 2, đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. Chúng ta có hai câu. Câu A, chim đậu trắng xóa trên những cành cây. Câu B, bông cúc sung sướng khôn tả. Rồi, bây giờ chúng ta thấy cụm từ được in đậm đó là từ trắng xóa và từ khôn tả. Thì đây là hai cụm từ chỉ về đặc điểm ha. Như vậy, để đặt được câu hỏi cho bộ phận từ chỉ đặc điểm thì chúng ta dùng cụm từ nào để hỏi nè? Chúng ta sẽ dùng cụm từ như thế nào để chúng ta đặt câu hỏi. Rồi, bây giờ các em cũng có một phút để các em suy nghĩ và đặt câu hỏi cho hai câu này nhé. Rồi, các em đã có đáp án rồi đúng không nào? Bây giờ cô sẽ sửa bài nào. Ta có câu A, chim đậu trắng xóa trên những cành cây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào nè? Chúng ta sẽ có câu hỏi gì? Chim đậu như thế nào trên những cành cây? Hoặc là chim đậu trên những cành cây như thế nào? Được không nè? Rồi, câu B. Ta có câu bông cúc sung sướng khôn tả. Chúng ta sẽ đặt được câu hỏi bông cúc sung sướng như thế nào? Vậy chúng ta lưu ý nè, khi đặt câu hỏi thì các em nhớ đầu câu chúng ta viết hoa và cuối câu chúng ta phải có dấu chấm hỏi. Và khi đặt câu cho bộ phận chỉ đặc điểm thì chúng ta dùng cụm từ như thế nào nhé. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta qua bài tập số 4. Bài 4,
nói lời đáp của em trong những trường hợp sau. Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cách đáp lại lời khẳng định và phủ định, và đáp lại lời những cái lời ấy bằng thái độ như thế nào các em? Bằng thái độ lịch sự, nhã nhặn và chân thành nha. Rồi chúng ta có những câu sau. Câu A: ba em nói rằng tối nay tivi chiếu bộ phim mà em thích. Câu B: bạn em báo tin bài làm của em được điểm cao. Câu C: thầy giáo, cô giáo cho biết lớp em không đoạt giải nhất trong tháng thi đua này. Thì đây là những câu khẳng định và phủ định. Mình đáp lại lời những câu này như thế nào? Chúng ta sẽ suy nghĩ trong vòng 2 phút. Rồi, bây giờ các em đã có đáp án rồi ha. Bây giờ cô sẽ sửa bài cho các em nè. Cụ thể nè, cô sẽ qua câu A. Ba em nói rằng tối nay tivi chiếu bộ phim mà em thích. Như vậy, chúng ta sẽ đáp lại sao nè? Đây là những câu gợi ý của cô nha. Cảm ơn ba đã báo cho con biết. Hoặc, ôi, thích quá, cảm ơn ba, tối nay con sẽ xem. Hoặc là, con cảm ơn ba nhiều ạ. Câu B, bạn em báo tin bài làm của em được điểm cao. Rồi, ta sẽ đáp lại lời này như thế nào đây? Cảm ơn bạn đã báo tin cho mình. Hoặc, ôi vui quá, mình cảm ơn bạn nhé. Hoặc là, mình cảm ơn bạn nhiều nhé. Thì các em thấy đó, đây là những cái lời đáp mà đây là những cái lời đáp, lời khẳng định hoặc là phủ định, thì chúng ta phải đáp với một thái độ thật là lịch sự nha, để thể hiện mình là một con người lịch sự nha các em. Bây giờ chúng ta qua bài tập số 5. Bài tập số 5, viết một đoạn văn ngắn khoảng 3 4 câu về một loài chim hoặc gia cầm, gà, vịt, ngỗng mà em biết. Thì đối với bài tập này, các em sẽ ở nhà và các em viết vào giấy hoặc vào tập. Sau đó các em sẽ chụp và gửi lại cho cô giáo chủ nhiệm của mình nhé. Thì bài này có một số câu hỏi gợi ý như sau. Loài chim hoặc gia cầm mà em định kể là gì? Hình dáng của nó như thế nào? Lông, chân, mỏ, cánh. Hoạt động của nó ra sao? Tình cảm của em đối với loài chim hoặc gia cầm mà em kể. Các em ở nhà cố gắng viết bài đầy đủ nha. Thì tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô chúc các em luôn vui khỏe, chăm ngoan học giỏi. Thân chào các em.